Chiến thần ở rễ, Dương Thanh, Tần Anh Tâm, chương 2068-2069. Nhìn thấy Đỗ Trọc bước lên lôi đài, đám cường giả võ đạo bên phía đạo quốc, từng tên cũng cau mày, đứng lên. Takeshi Kitano, một mực ngồi ở chủ vị, nhắm mắt dưỡng thần, cũng khó được mà mở hai mắt ra, nhìn về phía Đỗ Trọc trên lôi đài. Cường giả võ đạo Cửu Châu vội vã kết thúc cuộc luận võ như thế sao? Yoshida Xiang ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đỗ Trọng bên trên lôi đài, mở miệng nói ra. Kiếm Thánh Thần Đại cũng cười lạnh một tiếng. Không thể không nói, cường giả võ đạo Cửu Châu thực đúng là yếu ớt. Vị cường giả siêu phàm bát cảnh hậu kỳ này cũng đã là cường giả có thực lực mạnh nhất bên bọn họ rồi, đúng không? Aoki Yamato lúc này mới mở miệng. Các ngươi đừng quên chuyện phát sinh tối hôm qua trên đỉnh Vân Phong. Vừa nghe thấy vậy, Yoshida Xiang cùng Kiếm Thánh Thần Đại sắc mặt đều 10 phần khó coi. Bọn hắn sở dĩ muốn đem Takeshi Kitano từ đảo quốc mời tới đây, không phải là vì muốn ứng phó với Bách Lý Kinh Vân hay sao? Trên lôi đài, Đỗ Trọng đứng chắp tay sau lưng, nhìn Josuke Nakayu đứng ở đối diện mình, nói mà không có biểu cảm gì. Ngươi xuất thủ trước đi, nếu không, một khi ta ra tay, ngươi liền không có cơ hội đâu. Ngay khi những lời này vừa nói ra, vẻ mặt của Nakasu Ryosuke trở nên cực kỳ khó coi. Hắn thế nào lại không cảm giác được uy áp đến từ Đỗ Trọng chứ? Coi như hắn ẩn tàng cảnh giới võ đạo chân thực, nhưng vẫn như cũ, không phải là đối thủ của Đỗ Trọng. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như Đỗ Trọng động thủ trước, thật sự sẽ miễu sát hắn trong chớp mắt. Cường giả võ đạo Cửu Châu không còn là con người hay sao? Đường đường là cường giả siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, vậy mà cùng ta, một cường giả võ đạo, chỉ có siêu phàm lục cảnh hậu kỳ giao đấu với nhau, ngươi còn muốn mặt mũi hay không thế? Ryusuke Nakayu căm tức nhìn Đỗ Trọng, lớn tiếng chất vấn. Đỗ Trọng mặt không đổi sắc nói ra, nếu như ta không có nhớ lầm, vừa mới rồi ngươi đã nói, coi như ngươi che giấu thực lực, lại như thế nào? Bởi vì cuộc luận võ hôm nay là để phân định thắng bại cuối cùng. Đã như vậy, ta lấy cảnh giới siêu phàm bát cảnh hậu kỳ khiêu chiến với ngươi, một cường giả võ đạo siêu phàm lục cảnh hậu kỳ, có cái vấn đề gì sao? Đương nhiên, nếu như ngươi không dám đánh với ta một trận, có thể nhận thua, cút xuống lâu đài. Ryosuke Nakayu sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn cũng ý thức được hương vị uy hiếp trong lời nói của Đỗ Trọng. Nếu như hắn không nhận thua, Đỗ Trọng sợ là sẽ phải ra tay độc ác. Dù sao trận luận võ này vốn là không có định ra cái quy tắc ước thúc gì giữa song phương. Quy tắc vô cùng đơn giản, chỉ có một, đó chính là bên nào có cường giả võ đạo chiến thắng cuối cùng thì cuộc luận võ hôm nay liền xem như bên đó chiến thắng. Yosuke Nakayu vừa rồi ra tay độc ác, mỗi một cường giả võ đạo Cửu Châu khiêu chiến với hắn, nhẹ thì bị trọng thương, nặng thì bị võ đạo bị tổn phế. Đỗ Trọng chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hắn. Thế nhưng là nếu như hắn hiện tại nhận thua, đó chính là đang ném đi mặt mũi của các cường giả võ đạo đạo quốc. Coi như hắn có nhận thua, đạo quốc bên này cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Mặc kệ lựa chọn như thế nào, tình cảnh của hắn đều phi thường tồi tệ. Cường giả võ đạo Cửu Châu quả nhiên hèn hạ, vô sĩ. Trước đó, các ngươi phái ra cường giả siêu phàm thất cảnh cùng cường giả siêu phàm lục cảnh đạo quốc chúng ta giao chiến. Chúng ta đã tiếp nhận, không nghĩ tới lần này, các ngươi vậy mà phái ra cường giả siêu phàm bát cảnh hậu kỳ tới khiêu chiến với cường giả võ đạo siêu phàm lục cảnh hậu kỳ chúng ta sao? Cường giả võ đạo Cửu Châu, các ngươi không còn là con người thực mà. Có bản lĩnh, liền để cường giả siêu phàm lục cảnh lên lôi đài đi. Nếu như các ngươi sợ, thực sự lớn không được,
tất cả cường giả siêu phàm lục cảnh cùng nhau tiến lên. Cường giả siêu phàm lục cảnh đảo quốc chúng ta, một người liền có thể đánh bại tất cả cường giả siêu phàm lục cảnh các ngươi. Cường giả võ đạo cửu châu, các ngươi có dám cùng cảnh giới trước đó khiêu chiến hay không? Nếu như không dám, liền tranh thủ thời gian nhận thua thì tốt hơn đó. Trong lúc nhất thời, đám cường giả võ đạo bên phía đảo quốc từng tên cảm xúc kích động, lớn tiếng rống lên. Đám cường giả võ đạo bên phía cửu châu, từng người sắc mặt đều hết sức khó coi, căn bản là không có lý do phản bác với đám cường giả võ đạo đảo quốc. Jisuke Nakayu nhìn thì như chỉ có cảnh giới siêu phàm lục cảnh hậu kỳ, nhưng đã đánh bại cường giả võ đạo siêu phàm thất cảnh sơ kỳ bên này của cửu châu. Ngay cả Thái Chính Dương cũng đều thua, huống chi là những cường giả võ đạo khác. Hơn nữa, còn là cường giả võ đạo siêu phàm lục cảnh à. Đỗ Trọng đứng tại giữa lôi đài, cảm xúc không hề bị lời nói của cường giả võ đạo đảo quốc làm ảnh hưởng chút nào. Vẻ mặt bình tĩnh, nhìn về phía trọng tài bên cạnh, mở miệng nói ra. Trọng tài, trận luận võ này có thể bắt đầu được hay không? Trọng tài mắt thấy không cách nào tiếp tục trì hoãn thời gian được nữa. Hắn một vẻ mặt không vui, nhìn Đỗ Trọng một chút, lập tức lớn tiếng nói. Cuộc luận võ, tiếp tục. Đỗ Trọng thờ ơ nhìn xem Jisuke Nakayu, lạnh giọng nói ra. Cho ngươi thời gian 10 giây. Nếu như bên trong 10 giây, ngươi còn chưa có ra tay với ta, vậy ta đành phải động thủ trước. Sau khi nghe Đỗ Trọng nói xong, Nakayu Jisuke chỉ cảm thấy áp lực trên người càng lớn hơn. Hắn rất chắc chắn rằng, chỉ cần hiện tại hắn ra tay, Đỗ Trọng nhất định sẽ hạ nặng tay. Còn như nếu không động thủ, cũng không được. Mắt thấy thời gian 10 giây liền phải đến, Jisuke Nakayu cuối cùng hạ quyết tâm, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ta cùng ngươi liều chết. Tiếng nói vừa dứt, hắn vọt thẳng hướng Đỗ Trọng mà đi. Cũng đúng vào lúc này, trong mắt Đỗ Trọng bỗng nhiên hiện lên một đạo hàn ý mãnh liệt, lập tức dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh trên mặt đất. Uinh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, toàn bộ lôi đài đều tựa hồ đang run rẩy. Mà thân ảnh Đỗ Trọng cũng theo một cước này rơi xuống đất, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Âm! Tiếp theo, trong một cái chớp mắt, trong sự khiếp sợ của tất cả người xem, Đỗ Trọng một chưởng rơi thẳng vào lồng ngực của Jisuke Nakayu. Jisuke Nakayu vừa mới còn lấy dáng vẻ vô địch, đánh bại mấy tên cường giả võ đạo cửu châu, thì lúc này phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp văng ra ngoài. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra, cơ thể Jisuke Nakayu nặng nề đập xuống dưới đất. Mà Jisuke Nakayu tại sau khi rơi xuống đất không còn khí lực để đứng lên, trong miệng có rất nhiều máu tươi vẫn đang liên tục tuôn ra. Ngắn ngủi mấy giây đi qua, thân thể của hắn đã bất động. Chết rồi sao? Có người khiếp sợ phát ra một tiếng hô kinh ngạc khó tin. Jisuke Nakayu có thực lực quá mạnh. Trước đó, hắn đã thể hiện ra sự cường thế tại trước mặt mọi người. Giờ không có cách nào làm cho người đem hắn cùng tình cảnh tử vong hiện tại kết nối cùng một chỗ. Không chỉ là cường giả võ đạo đảo quốc cảm thấy chấn kinh, cường giả võ đạo cửu châu cũng đều phi thường chấn động. Nhưng là so với cường giả võ đạo đảo quốc tương đối chấn kinh mà nói, thì sự chấn động bên phía cường giả võ đạo cửu châu phần lớn là đối với việc Đỗ Trọng hạ tử thủ mà chấn động. Jisuke Nakayu trước đó mặc dù đánh trọng thương hoặc là phế bỏ cường giả võ đạo cửu châu, nhưng cuối cùng cũng không có hạ tử thủ. Thế nhưng là Đỗ Trọng vừa ra tay liền trực tiếp miễu sát Jisuke Nakayu. Chẳng lẽ ông ta không sợ chết sao? Ông ta hiện tại miễu sát Jisuke Nakayu, cường giả võ đạo đảo quốc sắp khiêu chiến, sẽ bỏ qua cho ông ấy hay sao chứ? Đỗ Trọng, ngươi là điên rồi sao? Ngươi có muốn chết cũng đừng kéo chúng ta chôn cùng à.
Lúc này bên phía cường giả Cửu Châu, Đinh Văn Trác bỗng nhiên lớn tiếng giận rống lên. Ngươi có biết ngươi làm như vậy sẽ làm cho cường giả võ đạo Cửu Châu sắp khiêu chiến mang đến phiền phức lớn bao nhiêu hay không? Đỗ Trọng lông mày nhíu lại thật sâu, hai con người sắc bén nhìn chằm chằm Đinh Văn Trác nói ra: Ngươi cho rằng những cường giả võ đạo khác của Cửu Châu còn có ý nghĩ tiếp tục khiêu chiến hay sao? Hay là nói, ngươi dự định tại lúc ta chiến bại, sau đó sẽ lên lôi đài khiêu chiến, đúng không? Vừa nghe thấy câu nói này của Đỗ Trọng, Đinh Văn Trác lập tức ngậm miệng lại. Trừ phi hắn điên mới có thể tại thời điểm Đỗ Trọng chiến bại, về sau lại bước lên lôi đài. Mà vào lúc này, bên phía đám cường giả võ đạo đạo quốc, Yoshida Xiang chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt dữ tợn nói: Đã cường giả võ đạo Cửu Châu ra tay đối với cường giả võ đạo đạo quốc tàn nhẫn như vậy, vậy cũng đừng trách thủ đoạn độc ác của cường giả võ đạo đạo quốc chúng ta. Đỗ Trọng, ngươi đã chọc giận ta thành công. Vậy là theo đà này là coi như tập sau là chắc là Yoshida Xiang đập Đỗ Trọng. Mà Đỗ Trọng rớt thì lúc đó Dương Thanh mới xuất hiện được, như vậy mới kịch tính. Nhưng mà ác nghĩ là một hoặc hai tập nữa là Dương Thanh sẽ xuất hiện. Mọi người đợi xem nha.